Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lương Cán Bộ Công Chức. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ tới quý vị và tất cả các bạn về thông tin mức lương đại úy phó đại đội trưởng vào năm 2022. Trước khi giới thiệu về mức lương của đại úy phó đại đội trưởng năm 2022, thì xin giới thiệu với các bạn về cách để chúng ta phân biệt, nhận biết được đại úy thì khi đeo quân hàm như thế nào. Khi mà đeo quân hàm đại úy sẽ bao gồm là 4 sao và 1 gạch. Thì các bạn quan sát ở trên cầu vai của sĩ quan có 4 sao và 1 gạch thì đồng chí đó đang giữ quân hàm là đại úy. Sau đây chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của video. Về căn cứ pháp lý để xác định mức lương đại úy phó đại đội trưởng vào năm 2022. Thứ nhất là chúng ta sẽ căn cứ vào luật số 72 QH14/2013 ngày 27 tháng 11 năm 2014 về sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Thứ hai là căn cứ vào nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 về chế độ phụ cấp công vụ. Thứ ba là căn cứ vào nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Thứ tư là căn cứ vào nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Thì đối với nghị định 38 hiện nay, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Hệ số đại úy sĩ quan hiện nay là 5.4, phụ cấp chức vụ phó đại đội trưởng là 0.25. Thì mức lương hiện nay đối với đại úy phó đại đội trưởng năm 2022 là bao nhiêu? Sau đây chúng ta sẽ đi vào bảng tính sau. Đây là bảng tính mức lương của sĩ quan vào năm 2022. Chúng tôi đã dựa trên cơ sở tính toán để đưa vào bảng tính này. Ở đây, để xác định được mức lương thì chúng ta cần phải xác định được một số yếu tố sau. Thứ nhất là hệ số lương chính. Thứ hai là lương cơ bản. Thứ ba là phụ cấp chức vụ. Thứ tư, thâm niên. Thứ năm, phần trăm đặc thù ngành nghề. Thứ sáu là hệ số khu vực. Thứ bảy là số ngày ăn trong tháng của sĩ quan. Thì để tính mức lương đại úy phó đại đội trưởng, chúng ta cùng nhập vào bảng tính sau. Thứ nhất, đại úy hệ số 5.4, chúng ta đưa 5.4. Thứ hai là lương cơ bản thì hiện nay là 1.490.000. Thứ ba là phụ cấp chức vụ phó đại đội trưởng là 0.25, ta nhập 0.25. Thâm niên, tôi tính bình quân thâm niên là 12. Phần trăm công vụ đặc thù của ngành lực lượng vũ trang là 25%. Hệ số khu vực thì tùy từng địa phương, chúng tôi nhập vào bảng tính là 0.2. Thì chúng ta sẽ ra được cái số tiền lương của đại úy phó đại đội trưởng là bao nhiêu. Ở đây chúng ta sẽ ra được số tiền lương của đại úy phó đại đội trưởng. Tổng lương là 11.831.000. Trong đó là lương chính là 8.046.000. Phụ cấp chức vụ là 372.000. Thâm niên là 1.010.000. Phần trăm được hưởng, cái này là đặc thù của ngành lực lượng vũ trang, là 2.104.000. Khu vực là 298.000. Thì số tiền còn nhận được đối với sĩ quan đại úy phó đại đội trưởng là 11.077.000, sau khi đã trừ đi tiền bảo hiểm là 754.000. Thì đấy là số tiền còn nhận được đối với sĩ quan đại úy phó đại đội trưởng, 11.077.000. Nếu những đồng chí nào mà ăn tại đơn vị độc thân thì chúng ta sẽ tính thêm 30 ngày ăn nữa. 30 ngày ăn thì số tiền ăn trong tháng tính bình quân 30 ngày nhân với 65.000 là 1.950.000.
thì số tiền thực tế nhận được sau khi đã trừ tiền ăn là 9.127.000. Đây là số tiền của sĩ quan đại úy phó đại đội trưởng. 9.127.000. 9.127.000. Đã trừ tiền ăn 30 ngày. Vâng, đây chính là số tiền đại úy phó đại đội trưởng nhận được. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn thấy hay thì đừng quên bấm like, đăng ký để ủng hộ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.